Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì từ chỗ nhà của anh Sang cũng như là chỗ kênh gió miền Tây với đất phương Nam thì mấy anh em ghé đó chơi buổi trưa rồi, sẵn là ghé cho anh Sang về nhà các bạn. Bây giờ mấy anh em chạy ra sông Cái Bé, bây giờ mình chạy về gần tới cầu Bến Nhất rồi các bạn. Cái chợ Dầm Riền mà chạy thẳng ra là đụng cầu Bến Nhất, nhưng mà mình đi đường sông Cái Bé các bạn, chạy ngang cầu Bến Nhất. Chắc mấy anh em chạy dài ra ngoài kiếm chỗ nào thả câu xong rồi ở lại nha các bạn. Chiều trời chuyển mưa nữa các bạn ơi, mưa nguyên ngày hôm qua luôn rồi, tới trưa này mới tạnh được tí. Mấy anh em chơi ở đó xong rồi chạy xuống dưới này, giờ chuyển mưa tiếp rồi. Giờ mấy anh em chạy dài ra ngoài này rồi mưa tới luôn rồi. Mới tạnh mưa các bạn ơi, mấy anh em chạy đi đường này vòng xa quá các bạn, chạy chưa tới Chắc Kha nữa. Mình qua Bến Nhất chắc cũng mấy cây nữa mới tới Chắc Kha. Chạy xa con đường nó xa quá thôi mấy anh em, tối rồi mấy anh em dừng ở đây luôn các bạn ơi. Chỗ này không biết chỗ nào luôn, tối thui. Mới tạnh mưa rồi mấy anh em cập vô bờ nè, rồi chuẩn bị đi chắc nghĩ Lê Thông đi thả câu nha các bạn. Thả câu có hồi nãy ghé chỗ nhà anh Sang nó lấy được mới trùng quấn các bạn. Mấy anh em đi thả câu rồi thả câu cá tra luôn nha các bạn. Còn ít chuối chín mình thả câu cá tra móc khoảng chừng 150 rồi các bạn ơi. Thả khu này thế này có không? Còn ít ép chuối. Còn dư nhiêu đây không biết, đầu bếp đang cho mấy anh em ăn hai món gì đây không biết. Chuối chiên hả? giờ cá dồ văng hoài nó không ăn rồi, bây giờ mình ăn chứ sao giờ. Đang làm chuối chiên luôn nha các bạn. Giờ đang ở nhà làm chuối chiên đi. Mình với anh đang đi mình với anh Thông đi thả nè. Được nhiêu câu này các bạn ơi, móc nhiêu đây à? Móc trong ngoài 100 lử à. Còn một xề. Bữa hổm móc một xề đó là không dính rồi. Bữa nay móc chuyện 100 ngoài lưỡi à. Này cũng như là chuối dư là chín quá. Móc lý đại đi coi. Hên là dính. Với thêm dàn câu kia nữa nha các bạn, dàn câu thả nữa. Mình thả một môi trùng. Hai anh em bây giờ đi thả các bạn ơi. Này đang ở nhà tranh thủ làm cái món này, tối thả xong về ăn các bạn. Thì chắc lúc đi thả mình không quay được nha các bạn. Mình bơi xuồng cho Lý Thông thả câu nha các bạn. Mình đang ở nhà làm món chuối chiên. Về tới là có món chuối chiên ăn chưa? Về tới có. Kệ tình tàn thôi, không gấp đâu. Về quay cho mọi người xem mà đầu bếp đó. Đen ừ. Đầu bếp đỏ ép cái bỏ vô đây ha. Rồi vớt lên rồi bỏ vô nướng thôi gì đúng không? Chiên thôi gì? Vớt rồi cái mình lấy cái giá vừa bọt vừa cái bỏ vô chuối lên rồi cái chảo nước dầu nước sôi mình bỏ vô. Trái bự quá không Đen? Trái bự quá không? Không bự. Trái này mình còn nhỏ, phải trái bự á mình chẻ ra làm hai. Này mình ăn mình đâu có bán đâu, mình sợ mình tiết kiệm. Trái chuối này với cục bột này ăn miếng một no luôn. Bữa nay ăn chuối chiên trừ cơm luôn ha. Cơm ngán luôn à. Tối nay ăn chuối chiên trừ cơm luôn các bạn ơi. Thôi giờ mình với Lý Thông tranh thủ đi giăng câu nha các bạn. Giờ bắt bếp đó. Giăng câu thì mình bơi cho Lý Thông giăng này. Mình không có quay lúc đi giăng được nha các bạn. Rồi đang ở nhà làm món này đi. Mấy anh em mới đi giăng câu về nha các bạn. Câu mồi trùng rồi câu mồi chuối luôn. Câu cá tra với câu câu cá lộn xộn luôn. Thấy người ta cũng ngồi câu đắng nữa các bạn. Thấy có người câu đó mà không biết sao đây. Mới về tới à, đang chiên chuối chiên các bạn ơi. Chuối chiên này nó giòn mà nó được vàng. Thấy nó không vàng ta.
Nó giòn khóc à, mà nó không vàng. Biết thử phải, phải bột này không biết. Không biết nữa. Này bột gạo các bạn, không biết phải phải để dành chiên chiên, chiên không hay là bột gì nó mới vàng không biết. Cái này sao nó giòn mà nó trắng tươi các bạn ơi. Mà thử miếng coi giống chú chiên. À, xin mời các bạn luôn nha, miếng chú chiên thử coi. Thử chất miếng nha nè. Thử. Nó giòn vậy đó mà sao mà nhai mới giòn cái đó mà không phải không hay là lộn bột chứ mấy chứ không phải bột gạo đâu đây ơi, cái bột gì á nói mấy bà già làm cái bột gạo mà bây giờ múc chiên bột gì ngoài nó trắng tươi à. Nó giòn đó bạn, trắng tươi à, nó không vàng. Nó vàng như ta. Là bột gì á, bột năng, bột mì gì á. Bột năng vô dẻo dẻo à. Phải không? Bột năng vô đâu có được đâu. Thì bột gì ta, bột gì sao nó vàng vàng. Biết đó à. Để hỏi khán giả bình luận mai mốt lần sau làm lại. Có làm làm cho nó giống như chú Chiên bạn đi bán chứ. Bán kiếm tiền mua dầu về chứ giờ chết rồi. Rồi mấy anh em tắm rửa một cái rồi đợi chú Chiên chín ăn chút mấy anh em rồi im cái đi thăm nha các bạn. Dĩa chú Chiên. Dĩa chú Chiên chà bá luôn. Hôm nay mấy anh em ăn dĩa chú Chiên này no luôn các bạn ơi. Tối lên mui sao ơi. Nãy giờ lại đây thấy trời im quá im các bạn. Không có mưa gió gì nữa hết. Giờ mình thấy có trăng sao ha. Đằng sau. Cái sao à, mấy anh em đang quăng mấy cần câu nha bạn. Thấy đằng nẵng cũng có người câu. Mấy anh em quăng câu xong rồi ngồi ăn bánh uống cà phê các bạn ơi. Mới pha cà phê nữa. Ngồi đợi câu ha. À, thưởng thức đây đen. Miếng giòn sụm sụm luôn á. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Mà nó không được vàng. Các bạn ơi. Rồi, các bạn ơi. Miếng chú Chiên. Có giòn mà không có vàng. Vậy là ok rồi. Giòn giòn mà ngọt ngọt là thành bánh chú Chiên. Được không? Dục quên dính này là xíu đi này luôn rồi. Tao sợ cái lưỡi câu nó móc vô mỏ tao nó lôi đi luôn chứ. Có là nắm trong tay mà. Em ngồi ăn bánh rồi quăng mấy cái cần câu các bạn. Chút xíu rồi có gì không? Không có mấy anh em đi thăm câu nha các bạn. Mấy màu trời im à. Chiều trên đường chạy xuống đây là thấy cầu rồi đó. Quá trời mưa luôn à. Nó gọi tối nay không biết sao, chiều nay không biết sao hả? Nghi trong bụng hả? Ngàn bánh trắng đi chứ đừng có ăn bánh chú Chiên. Gì cũng ngon nữa. Thông cũng xin mời cô chú anh chị các bạn dùng với Thông miếng chú Chiên luôn nha. Cứ tưởng như nó vàng vàng đi. Ăn nó ngon như nhau. Có giòn không bộ? Giòn uống. Giòn mà nhớ là nó không được vàng như cái chú Chiên người ta chiên. Tại mình thiếu bột kia. Thiếu bột giòn. Giờ này cũng 8 giờ mấy các bạn. Mấy anh em đi thăm cái dàn câu cá cha mình nha các bạn. Mình thăm câu cá cha trước rồi chút mình quay lại mình thăm câu mồi trùng. Ở đây thấy im á. Tại mình sẵn là thăm câu mồi trùng mình thăm câu cá cha luôn chứ. Mình cũng mới thả chừng 2 tiếng đồng hồ vậy. Cá ở đây thì không được lớn.
mấy lục trước nó gì đó. Giận sống luôn. Có mấy mồi mấy lưỡi mà bị rớt mồi hồi nãy. Hai lưỡi rớt mồi. Đâu lôi vô trong. Dính không? Dính. Lôi trong dữ vậy. Không. Bự luôn. Chuẩn bị chỗ này đen, chuẩn bị chỗ này mình không có cái vợt không? Không. Thôi, bỏ nó lên luôn. Đem cái vợt dính cái vợt. Từ từ đen. Nắm xa xa dây tí xíu đi. Bỏ cái ấy này ra đặng bỏ con cá cho nó dễ nè. Ừ. Sắc sắc được không? Đã bạn ơi. Đâu rồi? Dính dây. Dính gì vậy? Dính dây ấy. Sướng nha bạn, sướng nha. Rồi. Bởi vì sao tự nhiên sao mà đâm vô trong hả? Đâm vô trong kỳ cục chứ. Con này cũng chèm chèm ba cỡ 3 kg đó, con này 3 kg á. Trời hả bưởi. 3 kg. Vô rô nữa đã. Vô nha các bạn. Bữa hổm này dân ở dưới kia không có dính nha. Tại hồi chiều thấy có anh kia anh câu ở đây hỏi anh có dính không, anh là dính được con ký mấy gì đó. Nói vậy là có tương lai. Hỏi gần anh câu ở đây có bự không, anh nó có cả 4 đồng ký. Con này 3 kg là khỏe luôn rồi đang ơi. Khỏe, 3 kg khỏe. Quá lớn quá đen. Quá lớn quá đen. Bự hơn nữa. Bự con nhỏ. Ui giời cũng dở chứ người. Tới. Lấy cái dầm gam thôi mày dục lên máng cái dầm đó. Nuốt rồi. Từ từ thôi. Nắm cái đuôi nữa đi đen ơi. Nắm cái đuôi được không? Con này bự lắm sư phụ, con này từ 4 kg rồi. Từ từ thôi, nó dãy thì buông nó ra. Nắm được cái đuôi nữa. Rồi, nhẹ nhàng thôi. Ôi 4 5 kg. Máng cái ra kìa. Trời ơi con này. Lấy chuối thả thêm. Ôi. Nó dãy chút xíu. Mấy cái cục này dục qua bên hết đi. Lấy chuối thả thêm. Con này 5 kg là phải ghê luôn nè. Con này 5 kg đó. Con kia hết lục bình ơi. Nó có lục bình nè. Con này 5 kg đó. Quá sướng. Bảo đảm luôn. Trời ơi. Trời ơi. Vô rồi. Chơi tốt mà vậy. Mình đi đâu quá xa hả? Đi đâu quá xa. Sao cho cái này lôi ăn? Dùng dây. Nó lôi quá. Rồi. Kỹ ta. Dục đồ trên không? Không biết. Dùng dây đâu mà kéo đi ta. Dùng cái gì? Sao dùng gì đâu, chiều đâu có dùng cái gì? Chiều thả nó mắng hả? Kéo dây. Kéo đâu dữ ta? Dính gì vậy? Bơi thẳng thì vịnh nó đi, vịnh nó bơi thẳng lên. Ôi, ôi sướng hả bạn ơi. Cá này cũng với con cá bự mình ha. Ờ, hơi nhỏ hơn, con này có 5 kg. Cá nó 5 kg á. Hơi căng thử biết à, có căng. Con này chắc vừa căng ha. Vừa căng. Con này cái bề ngang nó dữ lắm rồi, đang hơi. Vô bạn ơi. Vô. Mấy anh em ngày đêm cuối cùng. Đêm cuối cùng vớt. Thầy cũng nhảy ra ngoài luôn nha. Trời nó nhảy sao bể cái đuôi, nó đánh bể cái đuôi nó luôn trời. Đánh bể miếng đuôi của nó luôn kìa. Nét này nó thấy ụt quá ụt mà sao mà không chịu ăn. Ồ.
chiều chạy ngang cái đám lục bình thấy nó giận giận tấp vô liền. Có người câu là có ăn à? Câu là có ăn. Con lành con lành bảo hai con cái nó gung tay như nhầy. Trời ơi, cái giọng của mình mất tiêu. Có cái giọng bây giờ mình giọng nó chút giờ mình buộc dây nữa hả ta? Buộc dây lỡ đứt dây đi. Đâu có, đâu có mình buộc mình xỏ mang nó mà, dễ gì ra được. Xỏ mang nó sống hết trơn hả? Rộng bỏ rồi rồi vậy là rồi. Câu mình bị gì rồi dính nữa đây không mình không bị câu đó. Câu bị gì rồi không câu này bị này cái chừng cá lâu nữa đó dục dây đó. Nào dục dây đầu trên rồi đó không ơi út cứng lắm mà ra vậy đó nhưng mà vậy sức là cũng phải cá lâu nó mới sức á cái chừng cá nữa đó cá lâu nó mới sức thôi chứ cứ một cái đã chứ cái lưng nó dày một cái tới tay sướng gì mới gọi là thả câu bữa hổm thả trời ơi trời mấy trăm lưỡi luôn bữa nay thả có chừng 120 lưỡi à làm hai em rồi bữa hổm thả mấy trăm luôn à. Dính con dây kỳ vậy ta dùng dữ vậy ui rồi chết rồi mới đây chết luôn kìa bị quắn rồi nó bị quắn nè cá con nào cũng lấy ông nội ơi con này mới chết luôn cái đập luôn hấp hấp luôn chưa mình dân mới có chừng 2 tiếng hồ chồng mua toàn sướng cá dữ vậy ta gì mới lên ngớt nữa gì ta biết rồi gung giò nha đen gung giò có 100 mấy chục lưỡi mà dính kiểu này mình đẩy cái dàn câu của mình mà phản kèo đó. Bị lôi đi dữ vậy ta bởi vì nó đó dính rồi. Nó mới lôi đó chứ cuộc vô ra muốn nặng dữ vậy nặng như cục đá nè dưới đây nó còn lưỡi để móc mồi rồi ơi trời mình không có không có cái gì rộng nó uổng ha sáng lại sẽ nó ngủm rồi bữa anh sang đi theo con cái quất mấy con này cái ăn tới tay luôn rồi cái gì nữa sư phụ ơi cái gì nữa sư phụ ơi phải đâu phải dây câu mình trong đó đâu nó quơ cái gì á nó đó hả nó đó phải không nó đó tao thấy cái gì nó quơ quơ trong đó trời nước chảy quơ nước chảy nó quơ á dính tay quơ làm hết hồn hai cá mà đâu có quơ hoài kỳ ủa thịt cá sấu lên cá sấu lên chào quá trốn luôn trốn ở đâu giờ nằm im xuống luôn đúng là bà cậu đãi mà ông trời ổng cũng thương nữa ha đúng ra mấy anh em mình đâu có thả đâu mưa kiểu đó là rồi rồi ăn chứa chiên ngủ luôn rồi luôn. Mà vừa tối luôn thấy cá hộp mà có người câu nó hạ liền sướng rồi nghe mình đi thăm là mình không hy vọng tại đợt trước làm thất vọng quá hôm qua làm thất vọng quá làm hai đợt thì sướng cá bự đã trời sướng cái bụng của nó kìa cái bề bản của nó dày ghê đó chuyện này có cá đem về nhiều luôn rồi đó có Hugo đem về tới nhà đó cá nhiều đều gan rồi đúng là chinh phục Hugo ha phục Hugo. Chưa đâu chuyến sau mình đi cái nữa mình đợi cho im lại chừng nào mà nước ăn ha. À, mà la nước im mà cá ăn rồi cá là xuống đây đánh vài bữa anh cái này cá này là khu vực về ăn có người câu là thấy có hy vọng rồi. Nặng đá gì đây nặng cái tới cục đá hết mồi khoan gói nồi nữa rồi
sao gối nữa ta. Im nữa đó. Khoảng nữa đó. Đá. Dũng đâu tới nữa chứ. Đây là đục bình nó chơi. Rồi ba em hàng khủng không các bạn ơi, đi xuống tới đây phải săn cỡ này rồi mới sướng chứ. Bây giờ mấy anh em bây giờ về ghe nha các bạn, xong cái mình bỏ mấy cá này lên cái mình đi thăm mấy con mấy cái dàn câu cá chê của mình nha các bạn. Câu môi trùng con này có 2 ký 2 ký mấy 2 ký mấy ký đá nhỏ lên nổi. Không phải đâu, nó bị quấn á. Chứ mới đây giờ làm gì mà chết nữa. Ừ, chừng 2 tiếng hồ gì mình thả luôn. Câu mình nó dùng nữa nó lên ngớp được hết nè. Ôi trời, cái anh này. Quá sướng luôn hả? Bỏ lên cái là phải. Để về đem lên cái. Về đi tính. Em này quá thế, ba em là trà tương đương với nhau. Chục ký lô khỏe. Chục ký. Sướng bạn ơi. Đúng là đi săn Hugo phải có ha. dính được con bự rồi bắt đầu là tới hoài luôn ha. Tới tấp là làm cái gì cũng thuận hết đó ha. Nãy cục lục bình giật đâu mất tiêu rồi không biết. Làm hết hồn tưởng đâu cá bự không nữa. Đây, mấy anh em bơi về tới cái dàn câu trùng của mình nha các bạn. Giờ mình đi thăm câu trùng luôn. Rồi có dính gì không chứ để lỡ dính sáng chết sình hết rồi mà. Như hôm qua dính cá chết sình hết trơn. Mình cũng hết trùng luôn nha các bạn. Mình móc được nhiêu đó chơi nhiêu luôn à. Có dính hay là hết mồi gì cũng phải chịu luôn. Ủa gì lên tim dữ ta. Tưởng nó dính nè. Chụp lên tim nữa kìa. Thêm cái cục đá. Ok. Câu văn mùi trùng này sao thấy hiu quá bạn ơi. Mấy em nào ưng ngốc chứ. Không thấy cá chê thắt lát gì giống như hôm qua vậy chứ. Tụi văn không có cái hao mấy nào. Mày mua cá rô luôn. Hay là không đãi cá dồ rồi không đãi cá chê nữa. Để đi thà vậy đi đãi cá dồ đi, cá dồ bự. Đãi Hugo im rồi. Bữa nay chinh phục được 2 Hugo ha. Im ru. Chiều mà không có mưa mình ra đây sớm sớm mà mình chài cũng ngon nữa ha. Ê đó, hay không đi mới đây chết rồi ta. Vẫn hoài không có đâu mà không có. Chơi bự luôn rồi chứ. Mới đây chết rồi. Tính là không có hơi lụm ha. Ngon nha. Có dính là ok rồi. Mấy cá cha này về chắc ngụm hết luôn, mình bỏ vô thùng đá luôn các bạn ơi. Không có cái gì rộng. Có cái đồ rộng cá đem theo bữa hổm rộng cá mày dinh bỏ làm sao quên ve cái mà chạy ghe đi cái đứt cộng dây gót mắt tiêu. Làm mấy cá mày dinh với mấy cá dảnh không được ăn luôn, giăng lưới dính không được ăn luôn. Lẩu con em ru luôn ta. Con một một em nữa ngủm luôn ta, ngủ luôn thẳng gan luôn. Ôi cá bự bự không chàng, chi trắng bành bành không à. Ngon hai con
hai chi trắng mà bự bự không mà sao mà mình mới văng đây đâu có bao lâu đâu mà nó chết rồi, lên cái không nổi kế cục đá hay gì có mình văng cục đá lên không nổi phải. Ráng con nó chẳng ba con giống tê dằn con cái dồ luôn. Ba cái dồ, ba cái chê hả? Ráng con nữa rồi ba cái chê. Gì đó. Im cậy. Rồi, đâu rồi? Ngày xuất hành thì không rồi. Không ok mà ngày gần ngày về ok ha. Câu rồi. Đây đây nhánh dừa bé rồi. Hết câu. Ai cũng được. Thành quả buổi tối mấy anh em đi thăm. Cá cha ba em. Hai em cá chê. Hai em cá chê là hai em cá chê là câu riêng nha các bạn, câu mồi trùng nha. Hai em cá cha thì câu mồi chuối. Thôi giờ bơi về thôi. Mấy anh em giờ tới ghe các bạn ơi, giờ bắt cá lên. Có cái vợt mà không đem theo xúc bắt gì cảm giác mới sướng nha các bạn. Để đâu đây? Đây đây. Đây. Ở đây trên cái câu đó đi. Bắt con kia lên cái nữa rồi. Đây. cặp không ha, cặp. Hai cái chì trắng dòm thấy sướng luôn nè chứ giỡn đâu, hai chì trắng chà bá lửa luôn, ngon nè luôn mấy con này. Con này dính lưỡi mà lại đi hy sinh uổng biết, dính miệng con nó bị tặc không ơi. Rồi lấy con căng ra con kia đâu sư phụ ơi. Thua không bằng đâu. Con ấy đâu nghe. Thua không bằng đâu. Cái đầu chà bá vậy. Đầu mà thua. Cái căng ở đâu rồi? Con này có 5 ký à. Giờ mấy anh em căng thử nha các bạn. Không lại đâu, con này 5 ký đâu. Con kia gần 7 ký luôn mà. Con kia nó dài lắm. Dài. Bề ngang nó ở với nó bự bằng cái khoang xuồng mình luôn. Căng từ từ lên đi. Giờ nói 5 ký đó. Trên, con này trên 5 ký chút. Hãy chọn ra đúng nha. Đè cái đuôi. Rồi, thấy không? Ồ, không tới 5 ký đâu. 4 ký lô 2 à. Cái nhẹ cái 2. Cái nó nhẹ hơn cái kia. Là chậm đuôi đi, tính 4 ký 3 đi. Chậm. Chậm không? 4 ký lô 2 à. Nó nhờ có cái bụng không hả? Nhờ có cái bụng. Em này chắc em không tới 3 ký luôn quá. Con nó 4 ký 2, con này 3 ký à. Ồ, 27 à. 2 ký lô 7 à. Cá đây thịt bập chứ hả? Ừ. Bự mà sao có 2 ký mấy trời. Chưa được 3 ký nữa. Này con kia 2 ký. Con này hả? 2 ký lô. Vậy là ba con này không tới 10 ký ta. 2 ký 3. Chính xác. Trời ơi hay dữ ta. Vậy là đón hai con đó 5 ký đúng rồi ha. Đúng rồi. Còn cái xe trên lại cái con bự nữa đây. Con bự. Vậy là đón con bự này hơi sai ha. Rồi con bự này nó rung rinh nó muốn đi rồi. Trời cái lưng nó như cái tấm thớt vậy. Vậy cui luôn. Vậy cái đuôi bọng như con này, banh hết trơn. Cái sề câu của mình đó bạn, bữa hổm mình thả hết sề này luôn nè. Không có con nào hết trơn. Bữa nay thả có chia ra thả có một khúc à, còn nguyên sề để lại nè. Nhưng mà làm ba em ha. Bây giờ ba em này với hai em này mình đưa vô thùng đá của mình luôn ha. Giờ mấy con này rộng cũng ngủ rồi, mình không có chỗ rộng nữa, đưa vô thùng đá luôn. Chết mồ, cái thùng đá mình cũng quá khứ luôn rồi đen ơi. Rồi xin đây đi. Cậu rửa cái bọc. Cái bọc cá. Phi lê. Bọc phi lê cá bữa hổm còn hả bạn. Quá trời luôn. Rồi dọn bớt đi. Anh em về tới ghe hết rồi các bạn ơi. Mấy con cá mình bỏ vô thùng đá hết rồi.
giờ lên đây ngồi câu cá tra một tí nha các bạn. Mới quăng cần ba cần luôn. Hên hên tán thêm con nữa, tán Hugo nữa hay sao? Đóng xe làm cá lớn nha, ổn ghê. Chú chiên này nó ăn ta? Ăn. Chú chiên này cái giờ ăn không biết. Có chuối lại nha. Bén luôn á nha. Bén luôn à. Có bột nữa đó. Thơm thơm nè. Đẩy xuống một Phật rồi từ đây sao rồi đem bột thôi chiên. Chiên chuối nó mất không? Thành quả hôm nay của mấy anh em coi như là ok nha các bạn. Sương xuống dữ rồi. Sương quá. Sương. Sương quá. Lấy lưỡi mà tóm thêm thì vậy không? Lấy lưỡi tóm tóm thêm thì vậy. Câu hoài không ăn các bạn ơi. Gắt cái cần câu đó luôn rồi. Gắt mấy cần câu đó luôn. Này mình câu nổi luôn nha các bạn. Mình mới đầu câu lăn xê câu chìm mà dưới đáy nó ba cái bã quá. Mình câu phao luôn. Mà cũng không ăn các bạn ơi. Vậy mà thả câu rồi dính gì đó mà câu không ăn. Giờ cũng khuya các bạn ơi. Câu cũng đuối rồi. Mỏi mệt rồi giờ mấy anh em chắc gác cần ở đó là vô ngủ các bạn ơi. 11 giờ gì. Giờ đen thì lên giọng đó các bạn. Lên giả. Đen không chịu vô đây các bạn ơi. Đi vô đây mà không chịu đòi nằm giống không à. Dạ trong đây nực. Mình với Lý Thông ở trong này có quạt đâu ăn bốn. Có quạt hù hù luôn á mà đen chê trong này. Đen thích giống à. Toàn tan ha. Toàn tan. Mình với Lý Thông ở trong này các bạn ơi. Đây. Giờ, bữa nay thấy không có mũi, chỗ này không có mũi, mấy anh em mở cửa thoải mái. Bữa nào có mũi thì mình đóng cửa lại, mình xịt thuốc mũi các bạn. Đóng bít lại hết à. Cái phòng mà mình đóng lại bít hết, mình xịt thuốc mũi là tí xíu rồi vô là im ru. Cửa mình đóng lại kính mít nè. Có mũi mở ra cho thoải mái. Thôi, giờ chắc video mình đến đây chắc cũng xin kết thúc các bạn ơi. Mình kết thúc cái phần 7 ở đây. Rồi, sáng mai mấy anh em sẽ đi tiếp tục thăm câu cá tra với câu dân của mình. Rồi chạy về luôn các bạn. Thăm xong cái mình về luôn. Coi như là mình về mình quay buổi sáng thăm câu về tới nhà. Mình sẽ quay rồi mình đăng cái phần 8 sau. Bây giờ mình xin kết thúc cái phần 7 ở đây các bạn ơi. Mấy anh em chuẩn bị vô ngủ. Thôi, giờ xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong phần 8 nha. Vào sáng mai anh em thăm mà chạy về nhà luôn. Chuyến hành trình của mấy anh em sáng mai về tới nhà là chắc cũng chưa mới tới rồi nha. Chưa này xa, hơi xa. Mình chưa tới chắc xa nữa. Mấy chục cây. Hơi xa. Cả 2 giờ mới về tới nhà. Thôi, giờ mấy anh em chuẩn bị vô ngủ thôi bạn ơi. Sáng là tiếp tục đi thăm câu rồi chạy về. Sáng thăm câu mình sẽ quay tiếp. Trên tuyến đường chạy về mình sẽ quay cho các bạn xem. Rồi, ngủ thôi. Ngủ thôi. Chúc các bạn ngủ ngon nha. Rồi, Phương cũng chúc tất cả các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp vào sáng mai. Được sáng mai kiếm hàng khủng nữa. Đó, đang vô cái giỏng, giỏng mùng nha các bạn. Tối ngủ mà nghe cần câu tan 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 là giật mình nha. Không giật mình nở quá. Lớn lắm á, nhưng mà lôi là cái chuông lớn lắm á.